Xin chào mọi người, sống chết cũng phải ráng làm tí cho mọi người nghe nha. Cảm ơn bạn Quang Lê Vlog. Bạn đã hết tháng hội viên YouTube của Ác, bạn đăng ký lại mà bạn đăng ký gói VIP rồi. Ác cảm ơn bạn Quang Lê Vlog rất nhiều. Bạn ủng hộ Ác. Cảm ơn Quang Lê Vlog. Chân mệt đế tiên cũng là tin Võ Truyền Kỳ tập 630. Anh đau khổ gầm nhẹ, thần hải rung động vù vù, đầu như muốn nứt ra. Lọt vào phản vệ của bia lệnh truy nã vạn tộc kia, càng nói cho đúng hơn là phản vệ của đế uy nhằm vào chính là lục đạo tiên luân nhãn. Bỗng nhiên trên đồng tử mắt trái quanh hiện lên một cổ thần văn, cũng không phải là tiên nhãn tự phong cấm mà là tiên nhãn bị phong cấm, chính là một loại nguyền rủa cổ xưa, lời nguyền rủa của chín vị đế binh. Diệp Đế Hào, Viêm Long trong đại đỉnh bò dậy, hắn mới vừa bế quan liền bị Diệp Đế Hào gào thét mà bừng tỉnh. Lệnh truy nã vạn tộc thật đúng là để mắt tới ta. Diệp Đế Hào ôm đầu gầm nhẹ, thần sắc đau đớn không chịu nổi, thậm chí còn có chút thần sắc dữ tợn. Nguyền rủa xảy ra bất ngờ để anh trở tay không kịp. Anh giống như là nhận ra bia vạn tộc truy nã kia, vì tại trong ký ức của thái tử Kim Bằng tộc và thái tử Cô Bằng tộc đều có. Đó là một loại truy nã đáng sợ, tuyệt đối là không chết không thôi. Từ xưa đến nay liền rất ít khi vận dụng. Người có thể dẫn xuất ra lệnh truy nã vạn tộc, mỗi một người đều không đơn giản, giống như thôn thiên ma tôn. Cơn gió nhẹ ập đến, Diệp Đế Hào loạn choạng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Lời nguyền của chính đế binh khiến tiên nhãn không còn chỗ để phản kháng. Phòng cấm bực này, bá đạo đế người khó thể tưởng tượng. Anh không khó để nghĩ ra. Giờ phút này, tại các cổ thành lớn, tại Nam Vực, hơn phần nữa đã bị cường giả các tộc phòng thủ gắt gao. Còn có một đợt người khác tại bốn phía tìm kiếm, đem anh vây chết tại cái Nam Vực này. Vì thế đã không tiếc vận dụng chín đạo đế binh, nguyền rủa tiên nhãn, tuyệt nhiên không cho anh có cơ hội dùng tới thiên đạo. Tính sai, anh đã tính sai. Chưa tính tới biến cố vừa mới xảy ra tại Côn Bằng tộc, cũng chưa tính tới sẽ chọc cho xuất ra lệnh truy nã vạn tộc. Cũng thêm chưa tính tới đối phương sẽ nhằm vào tiên nhãn cường đại của anh mà nguyền rủa. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh lúc này trốn vào lòng đất, đục ra một hang động, khoanh chân ngồi ở trong đó. Nam vực này rất rộng lớn, bọn hắn cũng không thể bất luận cái lối ra vào này, lối ra nào cũng đều phong cấm, không cần dùng tới truyền tống trận của cố thành đều có thể thoát ra ngoài. Viêm Long ghé lên miệng đỉnh, mắt đầy lo lắng nhìn xem Diệp Đế Hào. Người cũng vừa nói Nam vực bao la vô biên, không nhờ tới truyền tống trận, tuy là bay đến chết ta cũng không bay ra khỏi cái Nam vực này. Diệp Đế Hào lau mướt máu tươi trên khóe miệng, nghĩ mà nhức hết cả trứng. Vậy phải làm thế nào đây? Viêm Long gãi gãi đầu. Tiên nhãn của ngươi bị phong cấm, lần này nếu như một khi bị bắt lại, nhất định sẽ bị đánh hội đồng đó. Hơn phần nữa vẫn là một đám chuẩn đế súng vào quần ẩu, thập tử vô sinh à. Sớm biết như thế liền không nên đi thu tiền, không nên đi thu tiền chuộc, mà là trực tiếp đến Côn Bằng tộc bắt thái tử Cô Bằng. Diệp Đế Hào hung hăng dây mặt lông mày, một chuyện ngoài ý muốn lại rước lấy nhiều biến cố như vậy. Ta nghĩ là đáng tin nhất vẫn là đi Khổng Tước gia tộc hoặc là đi Thánh Viên gia tộc tìm kiếm sự trợ giúp. Viêm Long nói ra ý nghĩ trong lòng. Tìm chuẩn đế vì ngươi mà giải phong cấm tiên nhãn cũng không khó. Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện này thì đối phương cũng có thể nghĩ đến. Diệp Đế Hào lắc đầu. Không cần đi tìm đâu, Khổng Tước tộc cùng Thánh Viên tộc, những cái này bên ngoài sớm đã vây kín người, liền chờ ta tự chui đầu vào lưới. Tuy là tìm được chuẩn đế, cũng không cách nào mở ra phong ấn tiên nhãn, nguyên rủa của đế binh quá mức bá đạo. Tìm chỗ trốn đi, Nam vực rộng lớn như thế, lão tử không tin bọn hắn chỗ nào cũng có thể lục soát. Bên trong hố đột thành đỉnh, Viêm Long sờ sờ cái cằm, chờ mọi thứ lắng đọng trở lại sẽ thừa cơ chuồn ra. Vạn tộc đã dồn hết đủ sức để muốn chơi chết ta,
có trời mới biết đến khi nào mọi thứ mới trôi qua. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, không thể đợi được. Diệp Đào ung dung cười một tiếng, không ngừng hướng trên thân gia trì bí pháp chu thiên. Bọn hắn là quan, ta là cướp, quyền chủ động vẫn còn ở trong tay ta, nghĩ bắt ta không dễ dàng như vậy đâu. Xem ra trong lòng ngươi đã có biện pháp. Viêm Long hai mắt to tròn sáng bừng lên, cười rạng rỡ nhìn Diệp Đào. Trước tiên tạm thời đi tới cổ thành gần nhất nhìn một chút xem sao. Diệp Đào cười một tiếng, lúc này đứng dậy xông ra khỏi lòng đất, như một sợi u quang bay về phía một phương, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cảnh giác cũng không hề thấp. Suốt đoạn đường này ăn ngược lại là bình an vô sự, tuyệt nhiên không gặp được người vạn tộc tìm kiếm đuổi giết anh. Trong một khoảnh khắc, một tòa cổ thành khổng lồ hiện lên trong tầm mắt. Anh nhấc chân đi vào, vừa vào thành liền nghe tiếng nghị luận liên tiếp truyền đến, phần lớn là truyền lại từ quán trà tử quán. Thánh thể quả nhiên là trâu bò, lần truy nã vạn tộc đều đã lôi ra, lần này 80% là chạy không thoát khỏi Nam Vực. Trận trưởng của vạn tộc thực sự là quá lớn. Chủ quầy hàng vỉa hè hai bên đường cũng đang từng người che tay, khẽ thì thầm với nhau. Âm thanh thở dài, âm thanh tặc lưỡi không ngừng truyền ra. Lần này nếu như hắn chạy thoát, lão tử sẽ theo họ của hắn. Thánh thể quả nhiên là đến nơi nào, nơi đó liền náo nhiệt. Từ trước đến nay, huyền hoang sợ là không có một ngày nào yên tĩnh. Làm ra động tĩnh, mỗi lần càng lớn hơn một lần, đổi lại là ta, sớm con mẹ nó chết 800 lần rồi. Không ít người âm thầm bẻ ngón tay, đếm kỹ, phần lớn là những chuyện kinh thiên mà Diệp Hào suốt một đường đã làm ra. Vạn tộc lần này, động tĩnh thật là lớn, làm cho lòng người Nam Vực bàng hoàng a. Bên trong tiếng nghị luận, Diệp Hào yên lặng đi qua, tự mình loại bỏ tiếng ồn ào, tinh tế đến mức không thể nhận ra. Liếc qua quán trà cách đó không xa, nơi đó có một lão giả tử bào đang lẳng lặng mà ngồi, lẳng lặng uống trà. Đó là cường giả Côn Bằng tộc, tu vi chính là cấp đại thánh. Cho dù đã thu liễm khí tức rất kỹ càng, nhưng vẫn khó thoát bị Diệp Đào nhìn lén như cũ. Anh đối với huyết mạch của Côn Bằng tộc vẫn cực kỳ mẫn cảm, một chút liền có thể nhìn ra. Thu lại ánh mắt, Diệp Đào lại tinh tế không thể nhận ra, nhìn về phía một phương khác là một cái quán rượu nhỏ. Anh quét mắt nhìn thấy một lão giả áo màu đen, phía trước quầy hàng liền nhìn thấy một tên lão đầu tóc đỏ. Những người kia thật sự không đơn giản, có Kim Ô tộc mà cũng có Bát Kỳ tộc mà cũng có Huyết Nhạc tộc thượng cổ, ẩn tàng đều rất tốt, nhưng tại trước mặt Diệp Đế Hào, bí pháp che lấp kia đều là vật bài trí mà thôi. Diệp Đế Hào thần sắc không thay đổi, đi xuyên qua trong đám người đang rộn ràng. Suốt một đường đi tới, vén vẹn cấp đại thánh, anh liền thấy không dưới 5 tên. Còn có cấp thánh vương cùng chuẩn cấp thánh vương cũng không hề ít. Anh không cần đi hỏi, liền biết những người kia ngồi đền mặt nơi này làm cái gì, nhất định là đang ôm cây đợi thỏ. Vén vẹn chỉ một tòa cổ thành liền có nhiều cường giả như thế, để anh không còn chút thở dài. Lần truy nã vạn tộc quả nhiên là cường đại, hơn 5.000 chủng tộc tham dự, trận trường quả nhiên là không nhỏ. Anh có lý do tin tưởng, giống như tòa cổ thành này, hơn 90% cổ thành của Nam Vực đều là đội quân giống như vậy, có cường giả ẩn náu trong đó, chỉ đợi thánh thể hiện thân, tiếp theo chính là quần ẩu đánh hậu đồng. May mắn nhất chính là anh tuyệt nhiên không phát hiện ra khí tức của chuẩn đế cùng đế binh, đây là một tin tức tốt. Chơi cùng bọn hắn chơi một trận đi. Trong đại đỉnh, Viêm Long nhảy lên cao 3 trượng, hô to nói lớn: người có âm minh tử tướng, xử lý những cường giả này sẽ không khó, đừng có mẹ nó sợ. Ngươi cho rằng chơi như vậy vui lắm hay sao? Diệp Đào liếc nhìn Viêm Long một cái, diệt đi những con hàng này tất nhiên là dễ dàng, thế nhưng sẽ bại lộ chính ta, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm của bọn hắn, muốn chết nhanh một chút hay sao thế? Nói xong, anh quay người tiến vào một tử lâu, trực tiếp đi lên lầu 3, đi vào một căn phòng riêng. Cầm chén rượu, anh đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ bị che một nửa, anh có thể rõ ràng nhìn thấy truyền tống trận của cổ thành phía đối diện. Có 3 lão giả thủ hộ, tu vi đều là thánh vương. Bọn hắn cũng không cấm tu sĩ mượn nhờ truyền tống trận, cũng chưa trắng trợn
lùng bắt người khả nghi. Truyền trận trường của vạn tộc cho dù lớn, nhưng người của Nam Vực cũng không hề ít, lần lượt sàng lọc xem xét từng người, nhân thủ chắc chắn sẽ không đủ. Mà lại chớ xem thường Nam Vực không thiếu hạng người ngọa hổ tàng long, nếu không cẩn thận làm cho bà hắn tức giận, làm không tốt sẽ chọc cho xảy ra chiến tranh. Vạn tộc cũng có kiêng kỵ, cũng không dám quá ngông cuồng. Giờ phút này Diệp Đào nhìn chằm chằm chính là bên cạnh truyền tống trận kia, nơi đó có một thần kính kim sắc đứng vững vàng, tản ra khí tức thần bí. Phàm là người mượn nhờ truyền tống trận đều phải bị thần kính kia chiếu xạ. Người có chu thiên che lấp, vạn nhất là có thể tránh thoát thần kính kia dòm chiếu. Viêm Long trầm ngâm nói ra, không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Diệp Đào đóng lại cửa sổ, thần kính kia không hề đơn giản, chính là thiết lập nhằm vào ta. Ngông cuồng bước lên truyền tống trận, chắc chắn sẽ bị soi sáng ra chân thân. Đã biết thân thể ta có bí pháp huyền ảo che lấp, bọn hắn như thế nào lại không có phòng bị, cẩn thận cho thỏa đáng chứ. Không cần nghĩ, các cổ thành khác cũng khắp nơi ẩn nấp cường giả, bên cạnh truyền tống trận nhất định cũng có cái thần kính quỷ gì kia. Viên Lâm nói ra, liền chờ ngươi hiện thân, sau đó đem ngươi bắt sống. Thực sự cho rằng ta là con thỏ sẽ tự mình đụng vào cây hay sao? Diễm Đào cười lạnh, phất tay xuất ra một đạo tiên quang, thiết hạ kết giới thần bí, đem căn phòng này bao trùm, ngăn cách với ngoại giới. Sau đó anh mới xuất ra một tôn âm minh tử tướng cấp đại thánh, cùng nhau xuất ra còn có ba tôn pháp khí cấp thánh binh, chính là một tôn đồng lô, một tôn bảo ấm, một tôn thần tháp, cấp bậc đều không hề thấp. Làm xong những chuyện này, anh vẫn không quên đem hỗn độn thần đỉnh xuất ra khỏi thần hải, treo tại bên cạnh thân mình. Viêm Long lại nằm ở trên miệng đỉnh, nhìn thoáng qua âm minh tử tướng, nhìn những cái pháp khí này, cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Đào, không biết được cái thằng này rốt cục muốn làm những gì. Diệp Đào thì không nói gì, xoay người nhảy vào hỗn độn thần đỉnh, hiện thân tại bên cạnh Viêm Long. Viêm Long đột nhiên ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Diệp Đào, ngươi cũng chạy vào đây là có ý gì chứ? Diệp Đào vẫn chưa từng nói câu nào, anh chỉ là lẳng lặng quan sát, có chút ngước mắt từ bên trong nhìn đại đỉnh hết một vòng. Đây là lần đầu tiên anh tiến vào đại đỉnh của mình, lần quan sát này quả nhiên là bất phàm. Bên trong hỗn độn thần đỉnh hình thành một thế giới, sương mù một mảng, còn có khí tức hỗn độn mãnh liệt, bàng bạc như biển. Chậm rãi thu lại ánh mắt, anh mới hạ mệnh lệnh cho tôn âm minh tử tướng cấp đại thánh bên ngoài kia. Tôn âm minh tử tướng cấp đại thánh kia chuyển động, đem hỗn độn thần đỉnh thu vào bên trong tôn đồng lô. Sau đó lại đem đồng lô thu vào bên trong thần tháp. Tiếp theo lại đem thần tháp thu vào bên trong bảo ấm kia. Mắt thấy hình ảnh như thế, Viêm Long mới cái hiểu cái không, gãi đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thế Hào. Ta có thể hiểu là ngươi là muốn cho âm minh tử tướng mang bọn ta ra ngoài, tránh thoát sự dòm chiếu của thần kính kia, đúng không? Ngươi cũng không hề ngốc đó. Diệp Đào mỉm cười, gia trì rất nhiều bí pháp tại bên trên đống pháp khí này. Cái thao tác này đủ sạch sẽ rồi à? Viêm Long nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía âm minh tử tướng cấp đại thánh kia. Nó đã đem bảo ấm đó nhét vào bên trong một cái túi đựng đồ, phòng cấm nghiêm mật. Cũng chính là nói, Viêm Long hắn cùng Diệp Hào ở tại trong đỉnh lớn, đại đỉnh ở tại bên trong đồng lô, đồng lô ở tại bên trong thần tháp ở tại bên trong bảo ấm lại ở tại bên trong túi trữ vật, trước sau tổng cộng ngăn cách 4 tầng. Bên này, Diệp Đào đã ra lệnh cho âm minh tử tướng. Âm minh tử tướng tuân lệnh, di chuyển bước chân, cứng đờ, quay người đi ra khỏi căn phòng, ra khỏi tử lâu, đi thẳng về phía truyền tống trận. Mượn nhờ truyền tống trận, không ít người, từng người đều phải bị thần kính bên cạnh truyền tống trận kia dòm chiếu. Có lẽ cũng là vì như thế mới kéo chậm tốc độ đến mức sắp xếp thành đội ngũ thật dài, trèo đến người chờ đợi rất là bất mãn. Lão tử còn có việc gấp, chỉ toàn làm ba cái trò nhảm nhí này. Với ai không vội chứ, lão bà của ta đang vội vàng muốn sinh con đó, lão tử không về, nàng nhất quyết không sinh. Cô nãy nãy ta còn vội vàng đi cưới chồng đây, một đường đều là chậm chạp như thế, đến lúc nào cô nãy nãy ta mới lấy được chồng,
tức sôi ruột mà ồn ào. Ba tôn thánh vương canh giữa truyền tống trận nhào nhào quát lạnh, lặng lẽ nhìn lướt qua đám tu sĩ phía dưới, dừng lại tất cả lời nói nhảm, muốn trách liền trách hoàng của thánh thể quái đản kia đi. Phía dưới lập tức yên tĩnh, ngoài mặt không còn dám ngỗ nghịch, nhưng trong lòng thì đã thầm mắng hàng trăm ngàn lần. Chỉ trách thế lực vạn tộc quá mức khổng lồ, bọn hắn chỉ là con kiến hôi, không thể trêu vào những cái tôn cự kình kia.